Mình xin chào các bạn. Hôm nay mình có một ít thời gian để mình chia sẻ cái cách chỉnh âm thanh cho những cái song chord đời ODG từ đời đầu tiên cho tới đời cuối cùng. Có nghĩa là nếu mà những ai mà xài từ cái thời Windows XP thì xài ODG, ODG 2, ODG 4 thì các bạn sẽ có một cái chương trình EAX Settings của Creative. Trong này có những bạn thường save nó lại xong rồi bị mất effect, mất echo. Nếu người nào mà xài đời ODG cũ sẽ có cái chương trình này. Các bạn cứ enable nó và chọn cái concert hall cũng giống như những cái dòng X-File sau này nó ra, nó chỉ có cái effect này thôi. Đã có cái effect concert hall rồi, các bạn edit, mở nó ra. Trong này mình thêm một phần echo vào nữa, thêm một cái effect echo vào 1 2. Có echo rồi thì mình cái đường nhạc là đường quét, mình không được mở tại vì nhạc nó sẽ bị nhão, bị loạn, mình không nghe được. Còn trong dòng microphone thì mình dùng ca hát tùy tùy giọng mạnh giọng yếu, nhưng mình thì mình xài ít thôi. Cái này là mình làm thí dụ cho các bạn nhìn thấy. Sau khi chỉnh xong thì mình vào costume, mình đặt cái tên đó là âm thanh ca hát, âm thanh ca hát, rồi mình lưu lại. Nhưng mà dùng âm thanh ca hát để mà nói chuyện thì rất là khó nghe tại nó vang, thì mình tắt hết effect đi. Đây, bây giờ mình lưu nó lại thành âm thanh nói chuyện. Còn nếu mà dùng để đùa giỡn chơi vui thì mình làm một cái chỉ có riêng echo thôi, 1 2, mình lưu nó lại thành âm thanh echo. Tất cả những gì mình lưu đều nằm trong này hết. Cái lợi thế của cái những cái song card cũ là nó như vậy nè, trong vòng 1 giây mình có thể đổi âm thanh theo ý muốn. Ví dụ như mình giới thiệu ca sĩ như nữ ca sĩ Hương Lan, cái chữ Lan vừa Lan này mình vừa bấm vào âm thanh echo thì nó kéo dài, nó sẽ echo, nó vang lại Hương Lan là mình theo ý muốn của mình. Còn những người nào mà biết chỉnh hay là họ đã quen cái này rồi thì họ sẽ chỉnh theo âm thanh hát nhạc sến, hát nhạc trẻ, hát nhạc remix, hát nhạc pop, hát nhạc thính phòng theo ý muốn của mình, dòng mạnh dòng yếu là theo tùy theo người ta. Ok, tới đây là mình vừa mới chia sẻ xong về song card ODG đời cũ. Để mình xóa đi. Còn cho những ai xài những cái dòng ODG đời mới giống như là ODG RX hay là ODG 5 thì họ sẽ có cái settings như kiểu này. Nó cũng có EAX. Mình bấm vào thì cũng như cái kia, mình chọn cái effect là concert hall, nhưng mà mình vào EAX Studio. Trong này thì mình lại add thêm cái effect echo. Rồi sau đó mình vào source. Đường quét là đường nhạc thì mình phải tắt hết, chỉ để original sound thôi. Sau đó mình vào đường microphone, reverb mình giảm đi, echo mình giảm đi, echo mình giảm đi luôn. Sau khi mình làm xong thì mình cũng vào costume, mình chọn âm thanh ca hát, save một cái. Rồi mình lại tắt hết tất cả effect. Mình để là âm thanh nói chuyện. Mình save cái thứ hai và còn cái thứ ba là âm thanh echo. Ok, thì sau khi mình save xong thì nó nằm trong này thì mình cũng có thể nói chuyện rõ ràng, cũng có thể chọn qua âm thanh echo hay là âm thanh ca hát. Ở đây mình có thể lưu âm thanh theo ý muốn của mình, lưu cả triệu cái âm thanh tùy theo cái ổ cứng của mình, nhiều hay ít thôi. Nhưng mà cái file nó rất là nhỏ, chỉ là cái setting soi file nó rất là nhỏ. Cái hay của cái dòng ODG 5 này á, là mình có thể chia sẻ cái âm thanh của mình. Ví dụ như mình vào cái EX Studio,
mình chọn âm thanh ca hát rồi mình export nó ra. Export nó ra thí dụ như mình chọn trong cái ổ này đi, âm thanh ca hát mình save nó lại thì mình vào cái hard drive của mình. Đây, âm thanh ca hát ở đây. Mình có thể gửi cho người ta, những người xài cùng cái dòng original mình gửi cho người ta export nó ra. Import nó vào chứ, người ta import nó vào. Thì nó sẽ nằm lại trong này như cũ. Cho nên cái người xài cái sound card này cũng không cần phải biết chỉnh, mà bạn bè chỉ cần một người biết chỉnh thôi là họ có thể chia sẻ với nhau. Ok. Sau khi mà Windows 10 được update lên 10.1930 thì cái recording device của cái loa với lại playback device nó đã mất. Cho nên nhiều người còn bị phiền bỡ ngỡ không biết tìm ở đâu để chọn what you hear hay là chọn được microphone. Các bạn cứ vào control panel. Trong này các bạn chọn large icon hay là small cũng được. Nó sẽ có một cái gọi là sound. Bấm vào sound. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây thì mình xài maximum hết. Còn bên recording á thì cái đường microphone mình xài maximum là tại vì mình không có mở cái mic booster này lên, chứ nếu không nó sẽ hú. Ở đây mình vẫn để maximum, sau đó mình disable nó để nó khỏi bị lâu lâu nó nhảy qua đường microphone, rồi lâu lâu nó nhảy qua đường what you hear. Bên what you hear thường thường để dưới 90 là thu âm chuẩn, nghe ok. Đây, mình chia sẻ vậy là đến đây cũng chấm dứt. Tại vì cái căn bản là chỉ biết vậy thôi trước thôi. Rồi sau này mai mốt các bạn mà rành rồi đó thì bắt đầu có thể chỉnh cái đường nhạc, có lên một tông, xuống một tông, lên nửa tông, xuống nửa tông này nọ. Effect của nhạc ra sao thì mình có thể tự chỉnh được nếu mà mình đã biết cái căn bản của nó. Chương trình thường thường nó đi chung với cái sound card, chứ có nhiều người họ vẫn nói là có cái chương trình hay thì không cần phải mua sound card. Nếu mà nói như vậy thì mấy cái studio này nó đâu cần phải đầu tư nhiều tiền để mà làm những cái âm thanh hay nữa đâu. Đó, cho nên những cái chuyện mà dùng software để mà làm cho hay hơn hardware hay là hay bằng hardware thì là không có nha. Có nhiều người quảng cáo rất là hay nhưng mà cái chuyện đó là không có. Chuyện thực tế là hardware phải đi chung với software, phần cứng phải đi chung với phần mềm thì nó mới hợp. Ok, chúc các bạn có một ngày online sinh hoạt vui vẻ, và hy vọng gặp các bạn ở trong một cái video clip sau để mình chia sẻ thêm về những cái âm thanh mở nhạc, xài âm thanh DTS, âm thanh hi-fi nó ra sao. Xin chào các bạn.